Lego xe mô tô độ. Cùng anh lắp nha. Đây là bộ dây xích, và bây giờ anh sẽ lắp vào nha. Các em ơi, như vậy là anh lắp xong chiếc mô tô độ rồi nha. Đây, bây giờ anh sẽ quay các góc cho các em cùng xem nha. Có bạn nào thích chiếc mô tô độ này không? Hãy comment xuống dưới nhé, để sau này sẽ làm giveaway tặng quà cho các bạn. Rất là đẹp phải không nào? Ok, như vậy là video của anh đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt các em nhé, bye bye.